Xin kính chào quý vị khán thính giả, Thùy Trang rất vui khi được gặp lại quý vị trong thời lượng của chương trình Thời sự 365. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Còn ngay bây giờ, Thùy Trang xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. giao tranh nổ ra căng thẳng, chiến sự ngày một leo thang, nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày một đến gần. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong bản báo cáo tối ngày 26 tháng 7, theo giờ địa phương, các lực lượng Ukraine đã giao chiến với các lực lượng Nga gần Poprovsky khi Moscow tiếp tục tiến công về phía đông Donetsk. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông tin, theo hướng bắt mút, Nga đã pháo kích vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở các khu vực Berestov, Soleda, Poprovsky, Vesela Dolina, Vershina, Kodema, Maoska và Toreska. Họ đã thực hiện các cuộc không kích trực tiếp vào các khu vực Poprovsky và Novo Luhansky. Tuy nhiên, quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi thành công các nỗ lực tấn công của Nga tại các quận Berestov, Soleda và Semihiria. Ngoài ra, họ đã chiến đấu với một nhóm lực lượng Nga gần Poprovsky. Theo Bộ Tổng Tham mưu, các cuộc pháo kích của Nga đã được ghi nhận trên hầu hết các chiến tuyến. Lực lượng Ukraine cũng đẩy lùi các cuộc tấn công ở các khu vực khác của khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine cho biết thêm, theo hướng Sloviansk, Nga đã pháo kích vào các khu vực Nostivka, Dolina, Hrussuvaka, Krasnopilia, Mazanivka và các khu dân cư khác bằng pháo và xe tăng. Họ đã cố gắng tiến đến gần Bohorodichny, nhưng không thành công và phải rút lui. Các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi thành công nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật của Nga trong khu vực ivano Darivka và buộc họ phải rời đi. Nga đang triển khai thêm lực lượng để củng cố sườn phía Nam. Theo các quan chức Ukraine, quân đội Nga đang triển khai lực lượng bổ sung đến sườn phía Nam để củng cố các vị trí của họ ở khu vực Kherson và Zaporizhia. Các nhà phân tích cho rằng động thái này có thể nhằm mục đích chống lại một cuộc phản công từ phía Ukraine một số bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội của Ukraine đề cập đến việc Nga di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng bằng tàu hỏa hoặc đường cao tốc qua bán đảo Crimea và vào vùng Kherson. CNN đã xác minh một số video được quay trong vài ngày qua, cho thấy các đoàn xe đi từ Crimea đến Kherson. Các video khác cho thấy các đoàn xe hướng về Crimea băng qua Kerch từ Krasnodar ở Nga. Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Ukraine và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Ukraine đã từ chối bình luận. Nhưng văn phòng Tổng thống Ukraine ở Crimea cho biết, việc di chuyển thiết bị quân sự, đạn dược và nhân viên của quân đội Nga vẫn tiếp tục trên khắp lãnh thổ của Crimea. Các nhà phân tích cho rằng, việc di chuyển thiết bị hạng nặng này có thể nằm trong dự đoán về một cuộc phản công của Ukraine nhằm cố gắng chiếm lại các khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporizhia. Trong đánh giá hàng ngày về chiến dịch của Nga hôm 25 tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định các lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí của họ ở Zaporizhia và Kherson Oblast để chuẩn bị cho đợt phản công từ Ukraine. Đức sẽ chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine. Hôm 26 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Đức đã chuyển giao ba hệ thống tên lửa Mars 2 từ kho lưu trữ quân đội của mình, cũng như năm pháo phòng không tự hành Zepat và 3 liệu pháo tự hành 2000 cho Ukraine. Cụ thể, bà Lambrecht thông tin nhiều bệ phóng tên lửa mast 2 như lời hứa cùng 3 liệu pháo tự hành 2.000 khác đã được chuyển giao. Chúng tôi đã giữ lời. Tham mưu trưởng của Tổng thống Ukraine Andriy Yemak xác nhận đã nhận vũ khí và cho biết loạt vũ khí này sẽ được triển khai ra tiền tuyến. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, Berlin sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Kiev. Ukraine sẽ nhận được hệ thống Cepat với khoảng 60.000 viên đạn chủ yếu từ Bundeswehr. Tổng cộng 10 xe pháo tự hành 2.000 cũng sẽ đến từ các kho lưu trữ của Bundeswehr. Các lực lượng Ukraine cũng sẽ nhận được một radar theo dõi pháo binh Cobra, trong đó việc giao hàng dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 9. Bà Lambrecht chia sẻ: "Hợp đồng đã được ký kết. Bây giờ việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống rất phức tạp này sẽ bắt đầu. Trong khi Đức chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Bộ quốc phòng nga điều động các tổ hợp phòng không hiện đại đến Ukraine." Trong một thông báo ngày 26 tháng 7, người phát ngôn của không quân Ukraine Yuri Inat khẳng định những tổ hợp phòng không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga đã được điều động đến các vùng lãnh thổ được lực lượng thân Moscow kiểm soát tại Ukraine. Đối phương đang tổ chức một mạng lưới với rất nhiều tổ hợp phòng không hiện đại tại Ukraine. Các tổ hợp đó bao gồm hệ thống phòng không Buk, Tors, Panzers, S-300 và S-400 tất cả đã được chuyển đến những vùng lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát. Ông Inat nói. Tuy nhiên, ông Inat cũng khẳng định quân đội Ukraine có đầy đủ thông tin về địa điểm triển khai của các tổ hợp trên và đang lên kế hoạch vô hiệu hóa chúng. Việc quân đội Nga triển khai các tổ hợp phòng không hiện đại đến lãnh thổ Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát bầu trời đến kết quả cuối cùng của cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Trong thời gian qua, quân đội ukraine đã liên tục có những cuộc tấn công bằng tên lửa và hỏa tiễn nhằm vào các mục tiêu quân sự của nga như là một phần trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ các vụ tập kích này đã gây thiệt hại đáng kể cho nga đặc biệt là các con đường tiếp tế huyết mạch cho lực lượng của nước này tại khu vực miền nam vì vậy các hệ thống phòng không hiện đại trên được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế và phần nào đó là vô hiệu hóa các đòn tập kích đường không của quân đội ukraine các hệ thống phòng không tối tân cũng sẽ bảo vệ binh sĩ và các phương tiện quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ được lực lượng này kiểm soát. Trong bối cảnh Nga đang có những động thái củng cố phòng tuyến tại các khu vực này. Ngày 25 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ nhiều đoàn xe quân sự của Nga đã đổ về thành phố Kherson nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các binh sĩ Nga tại đây trước đà phản công mãnh liệt của quân đội Ukraine. Đoàn xe đầu tiên được nhìn thấy vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 7, với khoảng 25 xe chiến đấu bộ binh BMD, tới 12 giờ trưa, nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân đã đi qua làng Novopillypka ở gần thành phố Melitopol. 2 giờ sau, và lúc 2 giờ chiều, một đoàn xe khác với các tổ hợp phòng không tự hành cũng đã được ghi nhận. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các bạn thân mến, chiến sự ở miền Nam đang vô cùng căng thẳng và leo thang dưới sự viện trợ của Mỹ và phương Tây. Quân đội Ukraine tuyên bố dùng HIMARS pháo kích cầu Antonovsky, song quan chức tỉnh Kherson do nga bổ nhiệm khẳng định công trình vẫn đứng vững. Anton Heraschenko, cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine, ngày 27 tháng 7 thông báo pháo phản lực HIMARS một lần nữa giáng đòn mạnh vào một trong hai cây cầu bắc qua sông Dnipro mà đối phương dùng để chuyển lượng lớn quân. Chúng ta hãy hy vọng rằng lần này cầu Antonovsky không chịu được sức công phá từ rocket của HIMARS. Theo quân đội Ukraine cho biết, sự kiện diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng, đồng thời công bố video với chú thích các vụ nổ ở khu vực cầu Antonovsky. Một số nhân chứng cho biết họ chứng kiến 18 vụ nổ trên cầu Antonovsky. Hệ thống phòng không Nga dường như không ngăn được vụ tập kích. Kirin Stemosov, Phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson do nga bổ nhiệm xác nhận cây cầu bị pháo kích, song vẫn đứng vững. Cầu Antonovsky bị trúng đạn. Chúng tôi đã chặn các phương tiện. Chúng tôi sẽ sửa chữa cây cầu, Ostremsop nói. Ostremsop cho biết quân đội Ukraine phóng hơn 10 quả đạn từ các tổ hợp pháo phản lực khác nhau, phần lớn bị bắn hạ. Vụ pháo kích cầu Antonovsky có thể làm phức tạp một chút cuộc sống của dân chúng song không làm ảnh hưởng tới kết quả của chiến dịch dưới bất cứ hình thức nào. Ông Stremosov nói và khẳng định quân đội Nga đã thiết lập một số bến phà và cầu phao, thực phẩm sẽ được giao tới dân địa phương đúng hạn. Cầu Antonovsky bắc qua sông Dnipro có 30 nhịp với tổng chiều dài 1.366m, rộng 25m, được đưa vào hoạt động vào năm 1985. Trước khi Liên Xô xây dựng cầu Antonovsky, ô tô có thể qua sông Dnipro bằng tuyến đường đi qua đập nhà máy thủy điện Kakhovskaya cạnh thành phố Novaya, Kharkovka hoặc bằng phà. Bộ Quốc phòng Anh ngày 20 tháng 7 đánh giá câu Antonovsky là lỗ hỏng quan trọng đối với lực lượng Nga. Đây là một trong hai điểm duy nhất vượt sông Dnipro trên tuyến đường bộ mà Nga có thể cung cấp hậu cần cho lực lượng ở bờ tây con sông hoặc rút quân khỏi đó. Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Khu vực này có thành phố Kherson mang ý nghĩa quan trọng về chính trị và biểu tượng đối với Nga. Kiểm soát các tuyến vượt qua con sông Dnipro rộng khoảng 1.000 mét có khả năng trở thành yếu tố then chốt cho kết quả các đợt giao tranh trong tỉnh Kherson. Cơ quan này nhận định, quân đội Ukraine tuần qua liên tục tập kích cầu Antonovsky nhằm cắt đứt các tuyến đường mà lực lượng Nga có thể dùng để chuyển vũ khí hạng nặng tới tỉnh Kherson. Ngoài cầu Antonovsky, tuyến đường vượt sông Dnipro trên đập thủy điện gần thành phố Novaya, Kakhovka cũng bị Ukraine tập kích. Giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga ở khu vực miền Nam gần đây leo thang. Lực lượng Ukraine liên tục tuyên bố tấn công các kho đạn và chỉ huy sở của Nga tại tỉnh Kherson bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp. Trong khi đó, Nga phóng tên lửa nhằm vào một vị trí của Ukraine dọc theo bờ biển. Tuy nhiên, các khu vực hai bên kiểm soát được nhận định ít thay đổi. Thưa các bạn, diễn biến ở mặt trận quân sự đang rất nóng bỏng, thì mới đây cuộc chiến trên lĩnh vực kinh tế, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin nói, các nước phương Tây đang chạy đua để đối phó Nga, nhưng họ không còn biện pháp gây áp lực nào lên Moscow. Chúng ta có thể thấy rằng các nước EU và quốc gia Bắc Mỹ đang cạnh tranh với nhau để áp đặt các biện pháp không thân thiện chống lại Nga. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy rằng họ đang hết biện pháp mà họ kỳ vọng có thể gây áp lực lên chúng ta và khiến chúng ta thay đổi quan điểm ông peskov nhấn mạnh ông dmitry peskov nhấn mạnh nga sẽ phản ứng mạnh mẽ và có hành động trong trường hợp phần lan hạn chế cấp thị thực cho người nga tuy nhiên moscow hy vọng sáng kiến như vậy sẽ không được thực hiện phản ứng của nga sẽ là tiêu cực đến nay ý tưởng này vẫn chưa được thực hiện chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không được thông qua Tất nhiên, bất kỳ hoạt động nào như vậy liên quan đến công dân Nga sẽ kích hoạt các biện pháp đáp trả từ Moscow, người phát ngôn điện Kremlin cho biết. Trước đó một ngày, đại sứ quán Nga ở Washington cũng lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ rằng Moscow đang ngày càng bị cô lập. Phái đoàn ngoại giao Nga nhấn mạnh, đây là những tuyên bố vô căn cứ, theo người phát ngôn điện Kremlin cho hay, phản ứng của Moscow đối với quyết định như vậy của Phần Lan sẽ là điều dễ hiểu. Những nỗ lực để cho thế giới thấy đất nước chúng tôi đang bị cô lập đều xuất phát từ trí tưởng tượng của quan chức Mỹ, những người ngày càng rời xa thực tế, ông Peskov nói. Trước đó, Moscow đã cân nhắc một kịch bản có khả năng xảy ra khi công dân Nga sẽ không thể xin được thị thực Schengen, giám đốc cục lãnh sự thuộc bộ ngoại giao Nga, Ivan Volinkin cho biết. Bộ ngoại giao Nga đã ghi nhận một cách tỉ mỉ các lời kêu gọi đến từ châu Âu trong việc ngừng cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Ông cho biết, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực để buộc Nga chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định quốc gia này sẽ đứng vững giữa sóng trừng phạt và không thay đổi đường lối của mình. Các bạn nghĩ sao về những vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo! Rồi, đã chính thức khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.